sinh thành. Người ơi đừng quên công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia một đời đứng vững.
con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ cha, con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết xeo ca, cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả cuối tình nồng. Như dòng lệ thấm xuống đại dương, cha ơi con khóc cha, cha ơi con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đang yên, muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biển đời. Cha đưa cả tấm thân gầy, chờ chưa con được có ngày hôm nay. Con cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước tâm buồn chảy ra. Đó là nhạc phẩm tình cha và nhạc cụ Trị Công Sơn mà anh em thể hiện sau đây. Chuyện quê cụ về quy ẩn, nơi tiên tổ đạt tha an giấc. Yeah.
được sự thống nhất của gia đình và họ tộc, thay mặt ban tổ chức lễ tang, tôi xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân trở vào phòng tang lễ của gia đình, ăn trầu, uống nước và ổn định tổ chức để buổi làm lễ truy niệm cụ ông Nguyễn Văn Hảo xin được bắt đầu. Để mở đầu cho buổi lễ truy niệm, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu ban chấp hành cựu chiến binh xã Nhân Nghĩa do ông Cao Mạnh Tân, chủ tịch hội cựu chiến binh xã làm trưởng đoàn, vào đặt vòng hoa và lễ viếng và làm nghi thức phủ quân kỳ. Xin trân trọng kính mời. Đồng chí Nguyễn Văn Hảo, kính thưa gia đình cùng tang quyến, đồng chí Nguyễn Văn Hảo, hội viên hội cựu chiến binh đã từ trần, đồng chí hưởng thọ 88 tuổi. Là hội viên, đồng chí luôn gương mẫu tích cực phấn đấu đến hơi thở cuối cùng. Nay đồng chí đã vĩnh viễn ra đi, chúng tôi vô cùng thương tiếc. Thay mặt cho ban chấp hành cựu chiến binh xã Nhân Nghĩa, chúng tôi chia buồn sâu sắc tới gia đình cùng tang quyến. Trước linh sàng của đồng chí, chúng tôi có vòng hoa tươi, thắp nén hương trầm để kính viếng hương hồn đồng chí, cầu mong cho linh hồn đồng chí nơi suối vàng an giấc ngàn thu. Đồng chí Nguyễn Văn Hảo kính mến, Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân luôn ghi nhớ và khắc sâu công lao đóng góp và sự hy sinh lớn lao của đồng chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước giờ phút chuẩn bị tiến đưa đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng, thay mặt cho cán bộ hội viên cựu chiến binh xã nhà, chúng tôi nguyện tích cực phấn đấu, đoàn kết một lòng cùng với các ủy đảng, chính quyền địa phương và nhân dân không ngừng xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp văn minh, xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh. Với công lao đóng góp và sự hy sinh của đồng chí, thực hiện nghi lễ phủ quân kỳ, đội tiêu binh túc trực bên linh cứu đồng chí Nguyễn Văn Hảo, nghi lễ phủ quân kỳ và túc trực bên linh cứu đồng chí Nguyễn Văn Hảo bắt đầu.
biệt đồng chí. Kính thưa các cụ, các ông, các bà. Kính thưa các quý vị đại biểu, đại diện cấp ủy đảng, chính quyền. Kính thưa các đồng chí đại diện cho các ban ngành, đoàn thể, cùng toàn thể nhân dân trong xóm ngoài làng, họ hoàng nội ngoại và gia đình tam chủ. Một tin rất đau buồn đến với họ tộc và mọi người chúng ta. Cụ ông Nguyễn Văn Hảo đã từ trần. Cụ chút hơi thở cuối cùng vào hồi 13 giờ 5 phút ngày 31 tháng 5 năm 2019, tức ngày 27 tháng 4 năm Kỷ Hợi. Kính thưa các quý vị, cụ ông Nguyễn Văn Hảo sinh năm 1932, sinh trú quán tại xóm 1 Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Cụ hưởng thọ 88 tuổi. Lễ khâm niệm cụ vào hồi 19 giờ ngày 31 tháng 5 năm 2019, tức ngày 27 tháng 4 năm Kỷ Hợi. Lễ truy điệu và đưa tang cụ vào hồi 6 giờ 30 phút ngày mùng 2 tháng 6 năm 2019, tức ngày 29 tháng 4 năm Kỷ Hợi, an táng tại nghĩa trang nhân dân làng Nam Xá. Để tiếp theo phần lễ viếng, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời cán bộ và nhân dân thôn 1 vào đặt vòng hoa và lễ viếng. Xin trân trọng kính mời. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà con nối xóm, xóm Cầu Đá vào đặt lễ viếng. Xin trân trọng kính mời. Thay mặt ban tổ chức tang lễ, xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Đình Cực, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn 1, lên đọc lời điếu. Xin trân trọng kính mời ông. Kính mời các quý vị đại biểu, các cụ tham liên cùng toàn thể nhân dân trong phòng tang, chúng ta đứng lên để làm lễ truy điệu cho cụ. Kính thưa hương hồn cụ Nguyễn Văn Hảo, kính thưa các quý vị đại biểu, đại diện cho cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội của địa phương, kính thưa sư thầy Thích Đàm Hòa, các cụ trong hội Phật tử, các cụ cao niên, cùng nhân dân trong xóm ngoài là và gia đình tang chủ. Trong không khí của tiết trời mùa hạ, thôn xóm mọi người đang khẩn trương thu hoạch vụ lúa chiêm xuân. Một tin buồn đã đến với gia đình, họ hàng, làng xóm.
cụ Nguyễn Văn Hảo, một thành viên của chi hội người cao tuổi thôn 1, một đồng chí cựu chiến binh của chi hội cựu chiến binh đại xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân, cụ đã từ trần. Khi nhận được tin cụ qua đời, các tổ chức đoàn thể, bà con trong xóm ngoài làng, cùng họ hàng, người thân, ai cũng rất buồn và vô cùng thương nhớ cụ. Ở độ tuổi cao niên, đặc biệt là vài năm gần đây, cụ tuổi cao, năm bảy, cụ luôn được cụ bà, các con trai gái dâu rể, các cháu nội ngoại tận tình phục vụ chạy chữa thuốc thang. Đặc biệt là có sự quan tâm thăm hỏi của các tổ chức đoàn thể, họ hàng, xóm giềng hỏi thăm động viên. Song do tuổi cao sức kiệt, cụ đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 13 giờ 5 phút ngày 31 tháng 5 năm 2019, tức ngày 27 tháng 4 năm Kỷ Hợi. Cụ hưởng thọ 88 tuổi. Kính thưa các cụ cao niên, các quý khách cùng toàn thể nhân dân, cụ được địa phương cho đi học đào tạo về ngành y, cụ về làm tại trạm xá xã Nhân Nghĩa từ ngày mới đầu mới được xây dựng để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1964, cụ đã tình nguyện nhập ngũ và cụ phục vụ trong quân đội từ năm 1964 đến năm 1967. Cụ đã vào Nam chiến đấu tại chiến trường B5 và lập được nhiều chiến công, được phong hàm cấp bậc thượng sĩ. Năm 1968, gia đình neo đơn, sức khỏe giảm sút, cụ được giải quyết phục viên trở về quê hương. Về đời tư, cụ cùng cụ bà sinh được 6 người con, 2 trai, 4 gái. Trong ông bà hoàn cảnh khó khăn vẫn nuôi dạy cho các con, các cháu ăn học đầy đủ, phát huy truyền thống. Các anh, các chị, con cháu của cụ đều nỗ lực phấn đấu, và đặc biệt trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, cụ đã cho cả 2 người con trai tham gia vào quân đội. Các anh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hôm nay cụ đã đi xa, chúng ta rất buồn và mãi mãi mất đi một thành viên trong thôn xóm, một cụ ông, một nực nương y đức độ, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Mọi người chúng ta rất xúc động khi phải chia tay vĩnh biệt cụ. Xin cầu chúc cho linh hồn cụ ra đi được mát mẻ, để thỏa nguyện mong ước của những người quá cố. Ban tổ chức, ban lễ tang xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể họ hàng, toàn thể những người thân, các con, các cháu của cụ. Xin vĩnh biệt cụ về với tổ tiên được mát mẻ. Kính mời quý vị trong phòng tang, các đại biểu dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu.
Tiếp theo, tôi xin trân trọng và giới thiệu ông Nguyễn Văn Thái, đại diện cho gia đình, lên có lời đáp từ. Xin trân trọng kính mời ông. Gia đình chúng tôi xin phép được phát biểu. Kính thưa các vị đại biểu, đại diện Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu chiến binh và các ban ngành, đoàn thể, xã Nhân Nghĩa. Kính thưa các vị đại biểu, đại diện cho chi bộ Đảng, Ban Mặt trận, Tổ hội, thôn 1 năm xã. Kính thưa các vị đại biểu, đại diện cho cơ quan, ban ngành, cơ quan chủ quản, cơ quan hữu quan, nơi công tác của con cụ, cháu cụ đang học tập. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, thông gia, liên gia, bạn bè xa gần, thân bằng cố hữu của gia đình và của toàn tang quyến. Kính thưa ban tang lễ và toàn thể nhân dân, chú tôi đã chút hơi thở cuối cùng và về với tổ tiên. Từ qua đến nay, gia đình chúng tôi được tiếp đón, ghi nhận những tình cảm quý báu, thời gian vàng ngọc của các cụ, các ông, các bà và mọi người đã đến thắp hương, kính viếng và chia buồn cùng tang quyến. Khi phần mộ chúng tôi xong, một lần nữa tôi được đại diện gia đình xin kính mời các cụ, các ông, các bà, ban ngành, đoàn thể hiện diện đại biểu có mặt hôm nay trở về phòng tang của gia đình ăn trầu uống nước. Và gia đình chúng tôi có tổ chức một bữa cơm chia buồn. Gia đình chúng tôi rất thân này được đón tiếp và có lời cảm tạ sau cuối. Xin chân thành cảm ơn. Và thay mặt ban tổ chức tang lễ, xin trân trọng cảm ơn bác. Tiếp theo, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời Hội Phật giáo làng Nam Xá vào làm nghi thức tiễn vong. Xin trân trọng kính mời. Bây giờ ngày lành giờ tốt rước vong ra ngoài. Nam mô A Di Đà Phật. Vong rằng vong trả đi không, vong thì đi trước, hồn thì đi sau. Nam mô A Di Đà Phật. Con đi độ người trăm tuổi về quê. Nam mô A Di Đà Phật. Phương này Phật mới ban cho Trình Quán. Thay mặt ban tổ chức tang lễ, xin trân trọng cảm ơn các cụ đã thank you.
xa tôi. Bỗng một ngày cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con khúc đầu chỉ thấy đêm đen. Con khúc đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này. Cha đi vào lòng đất sâu. Giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn vành trắng khăn ta. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Thank you.
với con, cha không là như cánh cò, không vì giàu như mẹ đã từng ru con, nhưng thương vẫn mềm lòng khi nhìn cha trong mắt. Một tình thương cha rộng lớn vô bờ. Con vẫn ngủ trong tiếng mẹ âu ơ, trong ca dao có cánh cò ấp ủ, trong cổ tích từng đêm ba thu thi, nhưng con chỉ yên lòng khi ở cạnh bên cha. Tháng năm qua con không hề quên kỷ niệm, bên ánh đèn cha kèm con học mỗi đêm, bởi có cha con vững vàng tiến lên. Mồ hôi cha đã đầm ướt luống cây, nay con khôn lớn nên người, mình cha chiếc bóng bên đời quạnh hiu. Công cha cao vời, làm sao báo đáp biên trời tình cha. Con cha không là như cánh cò, không vì giàu như mẹ đã từng ru con, nhưng thương vẫn mềm lòng khi nhìn cha trong mắt. Một tình thương cha rộng lớn vô bờ. Con học mỗi đêm, bởi có cha con vững vàng tiến lên. Mồ hôi cha đã đầm ướt luống cây, nay con khôn lớn nên người, mình cha chiếc bóng bên đời quạnh hiu. Công cha như núi cao vời, làm sao báo đáp biên trời tình cha. Công cha như núi cao vời, làm sao báo thank you.
trong chiều tìm kế mưu sinh. Lời ca tiếng hát phút bay cao, dù bao gian khó vẫn không nào, như kiếp con tâm mãi còn vương tơ. Chợt đã cho con suốt cả cuộc đời, ân tình sâu nặng trong lời dạy khuyên. Lòng cha cao quý thiêng liêng, tình cha ấm áp vô biên, cho con lẽ sống giữa miền trần gian. Nam mô A Di Đà Phật.